Cuối tuần đổi vị với món xôi chiên kẹp gà xá xíu, một món ăn thơm ngon đủ đầy dinh dưỡng cho cả gia đình. Lớp xôi chiên giòn rụm bên ngoài, dẻo thơm bên trong, ăn kèm với thịt gà xá xíu đậm vị, càng ăn càng lôi cuốn. Bữa tiệc cuối tuần thêm món xôi chiên sẽ thêm màu sắc, giúp cả nhà thêm vui và ngon miệng. Cho chị xin phép chị gấp một cái nha, quấn vô cầm cái lá chuối đó, đẹp mắt quý vị đó. Xong sau đó cái mình đưa lên miệng. Rất giòn nha. Dạ. Không những giòn mà còn nghe cái tiếng rớp rớp luôn là biết được cái độ giòn đó rất là kinh khủng nha. Dạ. Xôi thì giòn nhưng mà tuy nhiên nha, nó vẫn giữ được cái độ dẻo, nó không có bị khô. Còn phần nhân thì rất là vừa miệng. Cái nước sốt nó thấm vô cái nhân á, dạ, ăn rất là ngon.